cuộc sống hối hả? Có khi chúng ta chỉ lướt qua nhau trong một lần của cuộc đời này. Còn lại là những người thân yêu sẽ là những người cùng ta trưởng thành và đi cùng ta trên suốt phần đời còn lại. Đâu đó chúng ta đã bỏ lỡ những khoảnh khắc bình yên, nơi mà chúng ta có thể dừng lại và thấu hiểu giá trị thực sự của cuộc sống này. Và sau 16 năm sống ở nơi thành phố, tôi đã quyết định quay trở về quê sống cùng với cha mẹ trong những bước đi của phần đời còn lại của mình. Khi mà bước chân chạm về đến đất quê hương, tôi cảm nhận sự bình yên ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên. Cuộc sống ở đây trôi qua rất là êm đềm, nơi mà thời gian không còn là áp đặt nữa. Bên cạnh cha mẹ, những buổi chiều nhìn thấy cha mẹ bên những luống rau, cảm thấy ấm áp làm sao ấy. Gặp lại quê nhà sau những năm bôn ba, tôi chợt nhận ra rằng giá trị thật sự của cuộc sống không chỉ là những thành công lừng lẫy ở nơi thành phố, mà còn ẩn chứa những giây phút bình dị khi tôi ngồi bên gia đình trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện về quá khứ và tương lai. Cuộc sống ở quê không chỉ là sự trở về nguồn, mà còn là hành trình tìm kiếm lại chính bản thân của mình. Tôi học được cách trân trọng từng khoảnh khắc, biết ơn những điều nhỏ bé xung quanh mình. Nó không còn là hành trình trở về nguồn nữa, mà chính là hành trình tìm về với tâm hồn của chính con người của chúng ta.